con gì? Con muỗi. Con muỗi đang làm gì? Con muỗi đang bị anh kiến này, anh thâu tóm này, nó lo rồi. Anh kiến nhỏ bé nó lo nguyên con muỗi chà bá lửa. Bởi vậy khi con kiến, con chim còn sống ăn con kiến, chết rồi bị con kiến ăn lại thôi. Đây. Thấy rõ chưa? Con kiến này nó lo con muỗi coi nè. Quá chàng rồi. Con muỗi đi coi. Chết rồi, mắt thành mắt hay rồi. Ý, sao kỳ vậy? Nên nét đâu vậy? Chết rồi, đây, đó. Rồi sao em bỏ con muỗi rồi, con muỗi còn sống rồi, ngon ngay kìa. Con chạy đâu vậy? Chạy đi kiếm đồng minh. Có đồng minh rồi, tiếp ảnh không? Anh thông báo cho anh kia hay rồi, anh kia quay lại thấy gì? Rồi anh chạy đi đâu luôn rồi? Anh mệt hay gì rồi? Chạy qua vậy? Anh chạy đi đâu vậy? Rồi anh bỏ con muỗi qua anh kia. Rồi anh bỏ cuộc luôn hay gì rồi? Chàng ơi, con muỗi đâu rồi? Con muỗi vẫn còn sống nè. Né né kỳ vậy? Hay vô. Đâu rồi? Đó, chết cửa rồi. Thấy nét sao rồi? Đây. Anh còn con ngay. Đó, anh còn con ngay, anh còn sống mà. Anh muỗi này còn sống. Thì anh kiếm anh đâu bỏ cuộc rồi. Anh lo đi được một lúc anh đi đâu mất tiêu luôn rồi. Tưởng đâu anh lo muỗi đi luôn chứ, lo cởi hay thiệt. Mày coi lại cảnh anh lo ha. Nhìn thấy gì chưa? Đây là con gì? Muỗi. Muỗi đang làm gì? Muỗi đang bị anh kiến này thâu tóm này, lo rồi. Anh kiến chảo bét lo mày con muỗi chà bá nữa. Ở vậy thì con kiến, con chim còn sống mà con kiến chắc giờ bị con kiến hại thôi. Chưa? Con kiến này nó lo con muỗi coi nè. Quá chàng rồi. Ok. Rồi muỗi coi. Chết rồi, mắt này này. Đi, sao kỳ vậy? Này nắng tao vậy? Chết rồi, đây, đó.